Phú Mỹ International Group, nền tảng ổn định, phát triển địa phương. Em xin chào chị Quỳnh ạ, chị có thể cho em biết là mình sinh sống ở khu vực này được bao lâu rồi ạ? Mình ở đây khoảng 20 năm rồi. Thì trong cái quá trình mà tìm hiểu về dự án EcoTown thì không biết là vì lý do gì mà chị quyết định mua một lúc 3 nền đất ạ? Ban đầu thì mình cũng đắn đo lắm, nhưng mà sau khi được người bạn tư vấn rồi bạn giới thiệu đến sàn giao dịch bất động sản ở Phú Mỹ quốc tế thì những cái sự băn khoăn của mình, ví dụ như là dự án này có nằm trong quy hoạch hay không, rồi sổ có rõ ràng hay không, có ra sổ từng lô không, thì được họ giải đáp rất là thỏa đáng, thì mình cảm thấy tự tin thì mình đầu tư thôi. Cơ hội đến thì mình phải nắm lấy, chứ cái gì cũng rõ ràng hay bày hết trước mắt thì đâu đến tay mình, nên mình quyết định. Em xin cảm ơn chị ạ.